Có bao giờ em tin rằng anh sẽ xây một bảo tàng như Picasso có thời kỳ xanh, thời kỳ hồng. Anh sẽ có thời kỳ trắng, tím hồng nở. Thời kỳ áo trắng cho em là thuở ngọc ngà, khi trăng còn ngậm sữa. Thời kỳ áo tím cho em là thuở hồng trò, hoa chớm ngát hương xuân. Thời kỳ hồng cho em chia tay anh lặng bước sang ngang, và thời kỳ áo nâu bây giờ là một đời tiếc nhớ. Những kỷ vật anh chừng là cánh thư xa nhạt màu, là đôi guốc mộng em mang đóng đinh đời anh. Này non lá nghiêng nghiêng, này chiếc võng anh ru, này chiếc khăn thêu và trái tim anh. Rồi anh sẽ một đời vun sôi tình ta, nâng niu giữ gìn mỗi ngày. Mở cửa hồng nắng ấm bình minh, cho chàng sao ghé lời tri âm. Đêm sâu thăm nến mong em về. Cờ lang thang trên mạng thì đọc được bài thơ của một cái nhà thơ nữ ở Sài Gòn là cô Diệu Tâm. Mình thấy cái bài rất là ngộ, mình ý tưởng rất lạ, với tựa đề là Bảo tàng tình yêu. Một tuần sau thì coi trên news thì được biết là ở Paris vừa mới khánh thành một bảo tàng gọi là Bảo tàng tình yêu. Thì cái bảo tàng này kêu gọi tất cả những cặp tình nhân dù còn hay là không còn đem những tặng vật của mình đến mà để trưng bày. Thì trong đó có thể là những lá thư, những chiếc nhẫn hoặc là những sợi tóc để mà hồi nhớ những cái kỷ niệm mà mình đã tặng cho nhau. Có bao giờ em tin rằng anh sẽ xây một bảo tàng như Picasso có thời kỳ xanh, thời kỳ hồng. Anh sẽ có thời kỳ trắng, tím hồng nâu. Thời kỳ áo trắng cho em là thuở ngọc ngà, khi trăng còn ngậm sữa. Thời kỳ áo tím cho em là thuở hồng trò, hoa chớm ngát hương xuân. Thời kỳ hồng cho em chia tay anh lặng bước sang ngang, và thời kỳ áo nâu bây giờ là một đời tiếc nhớ. Những kỷ vật anh chừng là cánh thư xanh nhạt màu, là đôi guốc mộng em mang đóng đinh đời anh. Này non lá nghiêng nghiêng, này chiếc võng anh ru, này chiếc khăn thêu và trái tim anh. Rồi anh sẽ một đôi vun sôi tình ta, nâng niu giữ gìn mỗi ngày. Mở cửa hồng nắng ấm bình minh, cho chàng sao ghé lời tri âm. Đêm sâu thăm nến mong em về. Mở cửa hồng nắng ấm bình minh, cho chàng sao ghé lời tri âm. Đêm sâu thăm nến mong em về.
Không biết là ngày hôm nay chương trình sẽ mang đến cho quý vị những mẹo vặt hay là những kỹ năng gì đây? Chúng ta hãy cùng đến với kỹ năng cuộc sống nhé.